hay là phiên bản TikTok hoặc phiên bản thủ đô mặt trăng. Hello everybody, chào mừng mọi người đã quay trở lại với Queen Vlog. Pinky đang ở trong nhà tại thời điểm giãn cách xã hội của thành phố Hồ Chí Minh, cho nên là mình phải tìm kiếm niềm vui trò chơi giải trí mỗi ngày để mình ở nhà. Tại vì trong thời điểm này, ở nhà chính là yêu nước mọi người ơi. Ở nhà vẫn có thể vui chứ không thể nào chán được. Và ngày hôm nay Pinky sẽ thực hiện một vlog chủ đề là sẽ nấu ăn theo các clip TikTok triệu view. Tại vì Pinky thấy là có rất là nhiều clip TikTok á, nấu ăn mà triệu view, mặc dù nhìn là đơn giản thôi nhưng mà có những clip mà tên tới mấy chục, cả trăm triệu view luôn á mọi người. Cho nên là Pinky quyết định là mình đang rảnh rỗi ở nhà thì mình sẽ thử làm theo những cái clip nấu ăn TikTok triệu view đó, xem là mình có được thành công như vậy không nha. Bắt đầu thôi, vào bếp thôi. Ok, đầu tiên là cái món trứng này. Đây là món trứng của một đầu bếp người Nhật. Đó, em cũng nghĩ là mình làm được lần. Thành rồi nha. Cái này hình như 100 triệu view luôn á. Ồ. Rồi đây gọi là món omelet lóc xoáy. Món trứng lóc xoáy đó. Rồi người ta đổ ra nè. Cái khúc đổ ra cũng là cả một nghệ thuật nha, làm sao để không có bị bể. Trời ơi, cái clip này trên TikTok bây giờ hiện tại là đang là 17 triệu view nha mọi người. Ok, bây giờ mình sẽ thử. Nó chỉ là chiên trứng thôi mà. Này, mình phải có trứng. Ha ha ha. Mình phải có trứng. Mình phải đập trứng ra trước một cái chén riêng trước xong mình mới đổ vào. Chị thiết nghĩ nếu mà không làm thì cái đó thì nó bao nhiêu trái trứng? Hai quá chứ. Không thôi thì không, chị nghĩ là hai là vừa. Rồi mình sẽ lấy một cái chén trong luôn cho mọi người dễ nhìn thấy. Dù gái hay trai chỉ hai là đủ nha. What the hell? Nhưng mà trong cái clip đó thì chị thấy là cái lúc mà nấu thôi, không có thấy lúc mà chuẩn bị trứng, là không biết là người ta công thức bí truyền của người ta, gia truyền của người ta có phải là lòng đỏ không hay là cả lòng đỏ và lòng trắng thì không biết nữa ha. Em nghĩ là cả hai chứ. Hai hả? Nhưng mà mình nên trước nha. Không, cái này là chị chỉ muốn nấu cho giống thôi, còn nêm thì mình nêm. Em nếm luôn để ăn luôn hả? Là dù nó xấu hay đẹp gì em cũng sẽ ăn. Dạ, đúng rồi. Bình thường ở bên kia nhà chiên trứng các bạn là cho thêm một ít đường không ạ? Tại vì chị thích ăn theo kiểu trứng của sushi Nhật á, là gọi là tamago đó mọi người. Cho thêm một cái nữa đi nha. Okay, mình sẽ cố gắng làm cái lóc xoáy thiệt to. Mình đánh hai lần rồi nó không có đều. Thả hai lần vào nhau nó không có đều. Ok, thấy cũng hơi lợn cợn nha các bạn, tại vì có cả lòng trắng và lòng đỏ nó hơi lợn cợn. Rồi sao giờ em chốt lại, mình quyết định là mình sẽ làm kiểu truyền thống Việt Nam hay là kiểu Nhật nè? Nhưng mà trong cái clip TikTok đó là của đầu bếp người Nhật mà. Nhiều khi lỡ mình nêm theo kiểu Việt Nam xong rồi cái nó không có làm được cái lóc xoáy hay sao? không. Nhiều khi ví dụ như mà em thêm sữa hay em thêm đường vậy thì cái trứng nó sẽ có cái độ bông hơn, hiểu không? Không có đâu, em thấy nó cũng vậy à. Ít thôi, ok. Xíu xíu thôi, thêm nước mắm không? Thêm nước mắm. Em nhất định làm theo kiểu Việt Nam. Rồi lát hồi mà nếu không ra được cái lóc xoáy là lỗi do em. Chết rồi, cái đôi đũa dài thật dài để nấu ăn của chị đâu rồi. Thôi mình xong đôi đũa này đi. Gặp em này phải chọn cái đó. Cho nó dễ điều khiển. Giờ chị sẽ coi lại. Đây còn đầu tiên là dây. Đây dây. Xong rồi quay. Quay chảo. Quay chảo. Không phải một chiều quá ta. Không dạy vậy không? À chạy tới chạy lui, chạy tới chạy lui. Đúng rồi, con đẩy tới tiếp. Ông để khoảng 2 giây. Nó chín cho ông chả về. 2 giây cái ông đẩy nó lên. Ok, rồi. Giờ mình sẽ làm nóng chảo trước. Ủa? Chị tôi đó. Mà cái chảo này nhỏ phải không? Không, chảo bằng chảo người ta rồi gì nữa. Chảo này còn chê nhỏ. Chị đang tập thao tác rồi.
Chết. Má chưa về vậy mà nó thấy cái nồi tao lóc xoáy rồi. Chị có thấy dầu nữa ấy. Hơi rồi nhưng mà chị sợ là đợi mà nó nóng quá thì lát rồi mình không kịp làm mình nó khô nó cứng lại rồi mình không kịp làm lóc á. Vậy chị cũng hơi nhanh rồi. Giờ chị làm công tác nhanh rồi. Em phải quay sao cho được nó chích ra không mà nó chích cái trứng của chị. Rồi giờ sao? Kẹp vô. Từ từ rồi nè. Bây giờ kẹp luôn ha. Đúng rồi. Chưa, nó chưa có chín xong. Kẹp đi, kẹp rồi đi. Kẹp nha. Không được. Rồi à. Rồi nè. Xoay. Thấy chưa, nó có được đâu. Nãy mình phải làm lại lần nữa. Thấy chưa. Nó nhiều trứng quá, nó lân hiểu không? Nó nhiều quá. Ở dưới đất nó chín rồi, trên mặt nó không có chín này lắm. Trời ơi, cái này phải úp lại rồi. Chưa. Bây giờ fail mọi người à, mình phải làm là một cái bản ít trứng hơn để nghe lời anh quay phim nhiều trứng quá, đáng lẽ một trứng thôi là được rồi đó. Trứng này rất là đẹp luôn nhưng nó không làm được lót xoáy là do em. Giờ chị làm thành cái ốc lai. Quên, chị làm thành cái trứng xèo cho em. Bây giờ mình sẽ làm lại lần hai nha mọi người. Lần này là chỉ có một trứng thôi, còn cái hồi nãy là đã fail rồi, nghe lại anh quay phim là fail rồi à. Và lần này là Vinky sẽ làm phiên bản là trứng Nhật, là sẽ nêm đường nêm ngọt. Rồi ok, giờ mình bắt đầu nha. Đó, được rồi đó. Để đúng coi nha. Chị thấy thao tác cực kỳ nhanh đúng không? Đó, ok. Được nè. Vô, chết cha nó hơi mỏng. Rồi, ok. Quay. Xong quay lại đúng không? Chết cha nó cũng hơi mỏng. Chết cha nó nóng tay chị quá lưng ơi. Bật nhỏ lửa lên cho chị. Bật nhỏ lửa là không được. Chết rồi, chị không được. Rồi chị ập nó lại lấy ra. Ôi trời ơi, cái này bây giờ nhìn giống như trang cái pancake đó. Cái pancake. Chị ở chủ đề đi. Dạ, chị cho em thêm cái pancake nữa. Đây là lóc xoáy lần thứ 3 nha mọi người nha. Chị nghĩ là người ta có ba cái gì trong đó dễ xoáy như vậy á. Rồi, được rồi đó. Đầu. Dạ dạ. Thêm lửa cho sexy. Để coi chị thị đủ mặt trăng nhà tôi nó không sao. Sợ đang làm giữa chừng cái nóng tay đi ra. Rồi, yeah. Ok. Chết, nha, chưa gì đã thấy nó không đều rồi. Rồi, ok. À! Chết cha, bên này ít trứng quá hay sao bà? À! Em thấy chưa lung? Em thấy gì chưa lung? Em nghĩ là chị xoay cái tay á. Nó bị bể cái trứng không sao? Chết rồi, nó bị bể cái lóc xoáy rồi. Chết rồi, nó bị bể cái lóc xoáy rồi. Chết rồi. Lửa to quá. Lửa to quá, bể lóc xoáy rồi. Chị đổ mồ hôi luôn rồi đó, chị quá áp lực luôn á. Tao đang thường nói thì thôi. Đó là lý do tại sao mình không phải là vua đầu bếp, mình không phải là đầu bếp nhờ. Chắc mai mốt là em với Ân Mỹ là cái thử thách cho chị đúng không? Không được rồi bé bị hình. Không. Chứ rồi. Không được cái này. Thôi rồi. Chết rồi, cái này nó không đều nè. Rồi, bây giờ chị làm. Vô. Xoay luôn cả chảo luôn. Cái này là hơi ra lóc xoáy. Lóc xoáy này nó cũng không xoáy lắm rồi. Chết rồi, nó ra thành cái bông hoa mà nó không xoáy lắm. Lần ơi. Đây mọi người, đây là phiên bản TikTok. Một phiên bản thủy thủ mặt trăng. Mà mọi người thấy là bên kia rất cố gắng làm đúng thao tác nhưng mà không biết sao là không ra được. Đó là lý do tại sao mình không phải là đầu bếp. Tiếp theo mình sẽ làm cái món này, cũng là một món trứng nữa. Đây, thấy không? Trứng vô, còn hai lát bánh mì đó. Và lần rồi, lần lại. Sau lần thành cái sandwich. Cái này là dễ hơn nè. Quan trọng là cái khúc này mình canh nè. Nó đủ chín để mình bật lại chưa. Ok. Đây, mình có bánh mì.
mì, trứng, salad với lại kem làm nhân. Ok, giờ mình sẽ lấy ra dĩa trước. Mình sẽ lấy ra dĩa trước. Không hiểu được. Chị tôi hơn hay lắc. Ok, giống như trong clip á thì mình sẽ cắt hết cái viền bánh sandwich ra, chứ không có để cái viền. Chứ là chắc một phần để cho nó nhỏ là nó vừa cái chảo á. Mình đo thôi coi coi. Nếu như mà để hai cái thì mình phải cắt rất nhỏ luôn á trời. Vậy là cái bánh sandwich mình nhỏ xíu xíu á. Và mình cắt cái viền trước đi, mình canh cái kích cỡ sau. Ý cái này mình có thể dùng kéo nè, nhưng mà thôi, cắt bằng dao cho nó thẳng. Ok, bây giờ mình canh nè. Chết rồi. Nhỏ cỡ nào đó ta? Ây da, nhỏ cỡ này không? Đó, em thấy chị để miếng này lên miếng kia cắt là xong. Ủa thì là để tôi làm vậy mà tôi biết mà trời. Tôi có đầu óc mà. Tôi không phải con bò. Ông bò. À, ok. Giờ mình sẽ chuẩn bị tới trứng. Mà chắc cũng một trứng thôi là nó đều hết luôn chả. Ôi mà xài mỏng quá thì lúc mình lật nó sẽ bị... Đó. Ai quay kia phải kêu là hai trứng đi chị. Nhưng mà cái này là cái chảo to mà. Đâu cái bớt thành cái à. Nhưng cái trứng này dày một chút cũng được. Ô cái trứng này hai nhân nè. Wow. Cái trứng này hai nhân. Thì bây giờ chỉ còn một trứng thôi. Một trứng thôi là nhiều rồi. Mình để thử. Ủa một trứng thôi là nhiều rồi. Chị nghĩ là một trứng đủ không? Chị sợ nó mỏng quá. Tại cái này mình không có cần lóc xoáy á. Nó dày cũng được cho mình dễ gấp lại. Cái này chỉ có cơ hội một lần thôi. Là một lần thôi. Đúng rồi, không có lần. Trời thấy nhiều quá. Đổ hai trứng như thế nhiều quá. Chết rồi. Thôi kệ, mình làm từ từ. Mình đổ từ từ. Ok, giờ mình bắt đầu nha. Giờ mới đụng cho cái thành nồi. Ủa, chị cho đổ từ từ mà. Trời ơi, được rồi. Bây giờ đợi nó chín thôi, xong rồi mình lật lại. Chết là nhiều trứng quá, tại em nó lên. Chị quên quá, em không nhắc chị phải đổ từ từ. Chị quên mất. Vừa vô chị đâu cái ào. Chết rồi. Giờ chị Đạt lật, chết rồi, không được rồi. Nó còn ướt quá, không lật được. Hay là chảo này bị dính. Không dính, chảo này là chảo không dính em. Chảo không dính. Ai chị sẽ làm ráng cho cái hình tròn nó bự ra chút. Chết rồi. Chết rồi. Chưa? Rồi bây giờ gấp lại, phải bỏ nhân vô rồi gấp lại. Chứ là bỏ nhân khúc nào? Bỏ nhân sao? Đúng rồi. Rồi để cái miếng kia lên. Đúng rồi. Rồi bây giờ gấp lại sao nè? Gấp cái đầu trên trên. Đúng rồi. Hợp vô. Nhưng mà cái này hồi nãy mình nó ngắn quá, nó không đủ để gấp lại nè. Chị đẩy sâu vô xíu. Thấy chưa, nó không gấp lại được nè. Bây giờ làm sao chị gấp lại được, nó nhỏ quá. Lấy cái đũa giữ lại. Dính rồi kìa. Dính rồi. Trời quá khổ, khóc lên rồi nè. Mẹ sắp thành công rồi. Nó vậy rồi. Không phải. Chị nó ụp cái bánh kia lên. Rồi. Không, nhưng mà nó có gấp cái đầu lại nữa. Đây nè, thấy không? Giống như cái này thì mình ụp được nè. Không cần gấp cái đầu được. Có gấp cái đầu được. Nè. Gấp nè. Tắt thử có luôn. Đó. Nhưng mà nó có gấp cái đầu lại nữa luôn. Đây là cái thành phẩm của mình. Chị bỏ lên cái thớt, chị cắt ra coi thử nè. Đây, không, chị bỏ lên cái dĩa của chị luôn. Ok, bây giờ không biết cái sandwich mình nằm ở mặt nào nữa. Đây. Đây đúng không? Đúng rồi. Để yên nè. Đó. Chết thầy không cầm lên được. Để xí cầm lên được. Đây, đây là cái sandwich của mình mọi người ơi. Đây là mình cũng thành công rồi mà nó không đẹp không. Ok, món thứ ba đơn giản thôi luôn. Đó. Cái xúc xích ra. Đó, kẹp như vậy. Xong rồi bỏ trứng vô dữ không? Bạn này làm muốn fail chứ mọi người. Bạn cắt cái đứt đít trứng ra. Đó. Ok, giờ mình sẽ làm nha. Có một cái xúc xích, nhưng mà không biết là có phải cần là đúng là cái loại xúc xích nào không ta, hay là loại nào cũng được. Rồi ok, xong rồi mình sẽ làm sao ta, cắt để coi cắt hình như chừa cái đuôi thôi thì phải. Cái gì cắt đuôi đi, đây nè,
ta chỉ cắt trước ra chừa cái đuôi thôi. Nó không có... Tới cũng gần đến nó dùng hết. Còn tới thay chị chừa lại một khoảng. Chết cha, chị làm bên một bên mập, một bên ốm quá. Không sao. Chị sợ cái này chị cũng làm bị gãy nữa quá. Không biết, không biết. Rồi chưa? Đây nha. Nữa đi. Nữa là nó sát quá không? Đấy, sát quá, lấy tập đường kiếm. Nó sát quá luôn nè. Hết sức sức rồi. Mày lấy cái nhỏ nào chứ? Mày bẻ khúc đít ra nè. Thì cắt làm đôi nữa không? Đây thôi nha. Rồi. Rồi. Chị luôn đúng rồi. Chết rồi, chưa gì kiếm bể nữa nè. Thôi 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 bể. Mình xiên vô đi. Xiên vô xong mình định nó lại. Mình định hình trước nè. Đó, được rồi, đừng rớt ra. Chưa, tại phần hình như phải xài xúc xích dai đó. Xúc xích dai. Có cái loại mà xúc xích không phải là xúc xích Việt Nam mà xúc xích Đức, xúc xích Pháp á, nó dai hơn. Còn lại lần nữa nha. Không, lát mình kháng mình cứu chữa. Hay quá. Hồi nãy là người ta đập hẳn nguyên cái trứng vô luôn đúng không? Rồi bỏ. Thì là phải bỏ vô đây trước. Không. Nếu đập cái trứng nó lại nghĩ là trứng cút của chị. Chứ không phải trứng gà đâu. Hồi nãy chai trứng nó nhỏ lắm. Chứ là một đỏ chút xíu không, à. Chị phải để cái chén vô trước. Chị để cái chén. Nhưng mà trên mình dễ canh. Người ta lấy thôi, chị lấy cái muỗng dít vô. Đúng rồi, đang lấy cái muỗng dít vô. Đó. Giống nè. Nhớ nha, giờ cứ lật lại nè. Hát giảm một chút xíu rồi lật lại liền. Bây giờ khúc lật lại mới khó nè. Hả? Thôi rồi. Ta đà xa nhau. Phải bẻ nó lên. Bẻ cái dây mới được. Bẻ nó úp vô. Sao bẻ vậy, đang nóng sao hả? Lấy nó ra. Đang nóng sao bẻ cho nội. Lấy cái muỗng lật nó vô. Vậy em làm giùm chị đi lắm. Đây chị quay cho em làm giùm chị đi. Nóng quá chị sợ quá. Xui nha. Đừng có đụng vô cái trứng nha. Nói thì hay lắm, giờ sao bẻ giờ trời. Ờ vậy hả? À nó đẩy luôn rồi. Lấy đồ xiên lại. Làm xiên lại. Quá buồn. Làm xiên lại được. Được, từ từ. Phải làm cái mới nữa. Đây là càng ngày càng nhỏ rồi, còn làm cái mới hoài. Rồi lát thầy bỏ trứng vô nó lọt chắc luôn á. Cái lỗ này chắc chắn lọt cái trứng nè. Phải làm cái trái tim nguyên dạng. Thôi đi, cho nó ra đi. Cầm đi nè. Giờ làm sao đây? Điều cái xúc xích mới. Giờ có một cái xúc xích mới cũng không làm được. Ôi ok, coi như là hôm nay mình không có làm được những món trên TikTok rồi mọi người ơi. Chẳng hiểu sao nhìn trên clip mà nó cực kỳ dễ nhưng mà không có làm được. Thôi ok, nếu như mọi người có những thử thách hay yêu cầu nào khác của Pinky thực hiện thì hãy bình luận bên dưới cho Pinky biết nha. Và hãy nhớ đăng ký theo dõi kênh YouTube Pinky Honey để không bỏ lỡ bất kỳ video tiếp theo của Pinky nha. Bye bye, hẹn gặp lại.